Xin chào mọi người, sau nhiều tuần bỏ dở thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đến với diễn biến bộ phim Đại Chúa Tể. Trong video trước, thành viên của Tây Viện là Liễu Dương đã tuyên bố tỷ thí với nam chính Mục Trần. Bởi vì Mục Trần chưa xuất hiện nên Đàm Thanh Sơn đã chủ động đi lên khiêu chiến. Kết quả nhận lại là bị Liễu Dương đập cho ra bã. Mục Trần vừa kịp lúc chạy tới giải cứu, đấm cho Liễu Dương lùi về sau. Trận tỷ thí tiếp theo chính là Mục Trần với Liễu Dương. Đám người đồng viện ở bên ngoài liên tục hò reo cổ vũ cho nam chính. Tên Liễu Dương nhìn thấy Thiên Nhi đang ủng hộ hắn thì vô cùng tức giận, hiển nhiên là gã đã có tình ý với nàng ta. Gã cho rằng chỉ cần đánh bại Mục Trần, dẫm xuống dưới chân thì Thiên Nhi sẽ hiểu rõ người mà nàng nên chú ý chính là mình. Mục Trần tỏ vẻ đáng tiếc vì gã sẽ chẳng có cơ hội đó. Rất nhanh hai người cũng bộc phát thực lực. Thực lực của Mục Trần mới đột phá đến linh động cảnh sơ kỳ, còn đối thủ bên kia đã là linh động cảnh trung kỳ rồi. Vô số người bàn tán xôn xao, bối cảnh cả hai đều giống nhau, tu luyện linh quyết có lẽ cũng không kém nhau. Cho nên căn cứ theo tu vi thì Liễu Dương sẽ nắm được rất nhiều ưu thế. Họ đều biết rằng tên sư huynh Liễu Mộ Bạch còn đặc biệt chuẩn bị cho gã một viên thuốc phá linh châu để đề phòng bất chắc. Liễu Dương chủ động xông lên đánh cận chiến nhưng đều bị Mục Trần tránh né, thậm chí nam chính còn chủ động đón đỡ trực diện. Hành động này chẳng khác nào đang so đấu linh lực, cho nên gã ta càng tấn công mạnh mẽ hơn, Mục Trần liên tục bị đẩy lùi. Liễu Mộ Bạch tỏ vẻ thất vọng vì Mục Trần chỉ có chút bản lĩnh này, vậy tại sao lại thu được xuất vào linh lộ? Nếu ngay cả Liễu Dương mà cũng không đánh thắng thì tuyển chọn linh lộ cũng thật khiến Liễu Mộ Bạch có chút thất vọng. Cuộc chiến đã xảy ra được một lúc nhưng Mục Trần vẫn chỉ ngăn cản, còn Liễu Dương thì đánh đã mỏi tay, vẫn chưa phân thắng bại được. Hành động tránh né cùng Mục Trần lại khiến cho viện trưởng khen ngợi nhãn lực của hắn. Dù thế công cứ liên tục không dứt, nhưng hắn lại luôn có thể nhanh chóng nhìn ra sơ hở trong thế công. Phần tâm tính này không kém hơn người trải qua trăm trận chiến. Lão già bên Tây Viện nghe vậy, lập tức lên tiếng hạ thấp Mục Trần. Bởi vì linh lực của hắn yếu hơn Liễu Dương nên sau một lúc, chỉ cần Liễu Dương tụ tập sức mạnh tung chiêu trọng kích, thì Mục Trần chắc chắn sẽ không cản nổi. Rất nhanh sau đó, Liễu Dương đã gia tăng lực lượng định làm một chiêu quyết định, ai ngờ Mục Trần lại nhảy lên tránh né. Sau đó tặng cho một chiêu vào người khiến gã bị choáng váng. Gã ta phẫn nộ vô cùng, quyết định sử dụng đến tuyệt học của Liễu gia là Viêm Dương Trưởng. Nghe nói tuyệt học này nổi danh là khó luyện, vậy mà tên kia lại có thể tu luyện thành công. Gã phóng ra một trường hình bàn tay khổng lồ tấn công, Mục Trần cũng bạo phát linh lực ngăn cản. Liễu Dương lại tiếp tục tung thêm một trường lực nữa. Nam chính lấy hai tay ra ngăn cản, tên kia đánh ra một trường thứ ba chèn ép cho Mục Trần suýt rời khỏi sân thi đấu. Đám người Tây Viện thấy vậy liền được đà khiêu khích, Liễu Dương cũng thêm phần tự tin. Gã tập trung linh lực, ngưng tụ ra công kích mạnh hơn nữa. Trường còn chưa đánh ra, nhưng áp bức đã khiến hắn cảm thấy áp bức. Hắn quyết định phải sử dụng đến linh quyết Đại Phù Đồ Quyết để chống lại. Đại Phù Đồ Quyết không bạo phát linh lực cuồn cuộn giống như Viêm Dương Trưởng, nhưng lại có hiệu quả là gia tăng linh lực giúp Mục Trần tạm thời đạt tới cảnh giới linh động cảnh trung kỳ. Tình thế lập tức được cân bằng. Liễu Dương vẫn hùng hổ không biết sợ là gì, gã phóng xuất trường lực, Mục Trần cũng tung ra linh lực ngăn cản. Hai kỹ năng chạm nhau, giằng co kịch liệt, uy áp bạo phát ra xung quanh. Cuối cùng, Viêm Dương Trưởng mà Liễu Dương tự tin nhất đã bị đánh tan. Bản thân gã cũng bị Mục Trần tặng cho một đòn vào người, khiến thân thể rơi xuống đất như cục đá. Gã gắng gượng đứng dậy không được, dù rất không can tâm nhưng vẫn phải quỳ bệt xuống đất. Đám người đồng viện vui mừng hoàn hồi chiến thắng. Liễu Dương vẫn nói không, thế là hắn tiếp tục gắng gượng đứng dậy, cánh tay bạo phát linh lực. Trên tay hắn chính là viên đan dược mà Liễu Mộ Bạch đã đưa cho. Sóng linh lực cuồn cuộn tuôn ra ngoài, Mục Trần mặc kệ nó là gì, tuyệt đối không thể để gã xuất thủ. Bất chấp lời khuyên ngăn của Mạc Sư thì gã vẫn quyết tâm phải lấy mạng nam chính. Mục Trần cũng xông lên chủ động ra tay trước. Đòn tấn công vô cùng chí mạng, buộc gã ta phải giơ tay phòng thủ, thế là viên thuốc rơi khỏi tay. Mục Trần nhanh chóng bắt lấy. Liễu Mộ Bạch không muốn mọi chuyện vỡ lở nên lập tức tấn công Mục Trần, cũng may nam chính kịp thời tránh né. Liễu Mộ Bạch đỡ lời cho Liễu Dương và yêu cầu trả lại đồ cho mình. Mục Trần đương nhiên không trả, còn mỉa mai ngược lại. Mạc Sư đi lên sân tra hỏi Liễu Dương, gã ta không dám trả lời nên Mục Trần đành phải giơ viên phá linh châu ra cho mọi người xem. Đám người bên dưới thấy vậy cũng hốt hoảng. Phá linh châu là loại linh khí có lực phá hoại cực kỳ lớn, nếu nó mà nổ, ngay cả cường giả linh luân cảnh cũng sẽ bị thương nặng. Thực lực linh động cảnh của Mục Trần mà bị trúng chiêu thì không chết cũng tàn phế. Đám người bên ngoài liên tục nghị luận, mỉa mai Liễu Dương khiến gã hoảng hốt. Đúng lúc này, viện trưởng đi xuống dưới sân, Liễu Mộ Bạch lập tức sử dụng lời lẽ tránh né, cho rằng Liễu Dương nhất thời bị kích động, nhưng may mà chưa tạo thành tổn thương gì. Mục Trần lập tức phản bác, nếu nói như vậy, thì ý của hắn ta chính là mình phải bị phá linh châu nổi trọng thương thì mới được truy cứu trách nhiệm của Liễu Dương sau.
Bắc Linh Viện có quy củ của Bắc Linh Viện, làm trái quy củ thì phải xử lý theo quy củ. Theo luật thì gã sẽ bị tước đoạt tư cách tiến vào thiên giới, mất đi một suất tranh đoạt ngũ đại viện. Lão già bên Tây Vực lên tiếng đỡ lời, người có tư cách tham gia tranh đoạt cho Bắc Linh Viện đã ít rồi, nếu lại mất thêm một người, vậy thì tỷ lệ càng nhỏ rồi. Hơn nữa, xử trí như vậy, phụ thân của Liễu Dương sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bắc Linh Cảnh không đáng phải trở mặt với một số đại vực. Mặc dù lập tức chen vào, phụ thân Mục Trần cũng là chủ của một vực. Việc này mà bỏ qua thì sợ là Mục Vực cũng có phẫn nộ. Tuy nhiên, thái độ của viện trưởng lại rất kiên quyết. Ông chẳng quan tâm tới Liễu Vực và Mục Vực nghĩ gì. Ông muốn hỏi ý kiến của Mục Trần trước. Mục Trần tỏ ý không muốn truy cứu, phá Linh Châu coi như là vật đền tội. Liễu Dương rất không bằng lòng, nhưng Liễu Mộ Bạch đã ngăn cản gã ta lại. Bây giờ hắn đã chủ động hòa giải rồi. Viện trưởng liền tuyên bố kết thúc ân oán, trận tỉ thí lại tiếp tục. Các anh em trong đồng viện vô cùng vui mừng vì Mục Trần đã thay mặt dạy cho tên Liễu Dương một trận. Sau cuộc tỉ thí, viện trưởng liền tuyên bố các thành viên có tư cách tiến vào thiên giới. Nam chính Mục Trần là một trong số các học viên sẽ tiến vào thiên giới.